Kiều Tiên kính chào quý khán giả đến với bản tin an ninh biên giới của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục triển khai xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới năm 2024. Đô biên phòng Tống Lê Trân tích cực tăng gia sản xuất nâng cao ý thức giữ trình và bảo vệ trường biên cột mốc cho học sinh. Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2019-2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng các điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới trong năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư trên 7,1 tỷ đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 2,7 tỷ đồng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2,4 tỷ đồng, quỹ ban nhân dân tỉnh chi kinh phí thường xuyên năm 2024 là hơn 2 tỷ đồng. Kế hoạch xây dựng bao gồm huyện Tân Biên một điểm dân cư với 10 căn nhà tại điểm dân cư số 5, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Châu, hai điểm dân cư, mỗi điểm 5 căn nhà tại điểm dân cư Mít Mọi, xã Tân Đông và điểm dân cư Bào Sen, xã Tân Hà huyện cho thành 2 điểm dân cư, mỗi điểm 5 căn nhà tại các xã Hòa Hội và biên giới. Các dự án này nhằm củng cố tuyến biên giới, nâng cao đời sống của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Những năm qua, ban chỉ huy đồn biên phòng Tổng Lê Dân đứng chân trên địa bàn xã Tân Hòa đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá trong công tác hậu cần, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ chiến sĩ hàng năm đồn biên phòng Tống Lê Chân đã tận dụng tốt diện tích đất quanh đồn để tăng gia sản xuất. Diện tích tăng gia sản xuất của đồn hơn 400 m vuông đã kết hợp trồng nhiều loại rau xanh, cơ cấu cây trồng đa dạng phong phú về chủng loại, chú trọng xen canh cối trụ duy trì thường xuyên trong giường, chăn nuôi bò, heo, gà, cá, bảo đảm đa dạng cơ cấu khẩu phần thịt trong bữa ăn của cán bộ chiến sĩ ngày càng nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đồn biên phòng Tống Lê Chân đã nhập bếp được 120 kg cà, dịch, 140 kg thịt heo, 100 kg thịt bò, 240 kg cá các loại và 540 kg rau xanh các loại đưa vào bếp ăn của đơn vị. Quả đó đã góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời còn giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia xây dựng đơn vị, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới quốc gia. Tây Ninh có 20 xã biên giới với khoảng 65 đơn vị trường học, từ giáo dục mầm non đến trung học phổ thông, vì vậy việc giáo dục cho các em học sinh kiến thức quốc phòng an ninh và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khi còn ở trên ghế nhà trường là vô cùng cần thiết và quan trọng thời gian qua bên cạnh nhiệm vụ dạy học nhà trường còn chú trọng giáo dục cho học sinh những vấn đề mang tính thời sự chính trị của địa phương đặc biệt là về bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ song song đó nhiều hoạt động giáo dục thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biên giới quốc gia đã được các trường tổ chức trong những năm học qua đây cũng là giải pháp góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới trong tình hình mới ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm về nguồn thông qua các hoạt động này nhận thức của học sinh đã có sự chuyển biến rõ nét đa số các em có tinh thần chung tay bảo vệ vùng phên dậu của tổ quốc biết cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới bản thân và gia đình không xâm nhập biên giới trái phép không xâm canh sang địa bàn của nước bạn campuchia và không đi lại tự do ở khu vực biên giới Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam đã thường xuyên quán triệt, giáo dục và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã tham gia tập huấn quân sự năm 2024 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức, đồng thời chuẩn bị tốt vật chất tài liệu thao trường bài tập, mô hình học cụ, phục vụ tập luyện. Ban Chỉ huy Đồn cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai tổ chức huấn luyện các chuyên ngành đảm bảo về nội dung, thời gian, quân số, chất lượng công tác huấn luyện. Bên cạnh đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cao điểm các ngày lễ Tết, sự kiện trọng đại của đất nước. Để thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm mua bán người, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện biên giới Tân Châu đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành đến các đơn vị trường học về thực hiện an ninh an toàn trong trường học. Trong 6 tháng đầu năm 2024, 44 cơ sở giáo dục trực thuộc phòng luôn thực hiện tốt về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm mua bán người, không có cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm. Song song đó, tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường thông qua các hình thức như sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đoàn đội, sinh hoạt ngoại khóa với gần 23.700 lượt người đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngành còn chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, đặc biệt là đơn vị Bộ đội Biên phòng, Công an trong công tác tuyên truyền và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự quý vị thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh biên giới của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại